Rồi, alo chào anh em ha. Chào anh em quay lại với channel của mình ha. Rồi, hôm nay mình sẽ đi sâu hơn vào một cái nội dung mới là trong hệ thống xe mình ha. Thì mình xin giới thiệu với các bạn đây là bộ chuông chuông ba càng ha. Thì cái chuyên mục này mình sẽ giới thiệu về cái gì? Gồm bộ chế hòa khí, bộ đầu đầu quy lắp, đầu lồng, nòi, dơn, bộ số, rồi bộ nồi sao, nồi có nồi trước nồi sau ha, rồi vân vân. Thì hôm nay mình sẽ có cái này nó nằm gửi ngoài nè, thì mình sẽ giới thiệu về cái này trước. Cái này là cái bộ ba chuông ba càng các bạn. Cấu tạo nó gồm gì? Nó gồm một cái nắp đậy, nắp này người ta gọi là chuông đó các bạn. Rồi cái chuông ở sau thì nó có nhông ha, nó gồm để mình đếm rồi 2 4 6 8, 10, 12, 14, 16. Nó gồm 18 bánh răng nha các bạn. Là chuông zin có series mình ha. Sau khi mình đổ công tay thì mình dư cái bộ chuông ba càng. Tại vì do mình sử dụng cái bộ tạ đó thì mình không sử dụng cái này nữa ha. Thì nó khác nhau giữa tạ với chuông ba càng là như thế nào? Thì đầu tiên khác về cấu tạo nè các bạn. Cấu tạo thì chuông ba càng mình gồm một cái bộ này gọi là bộ bố ba càng và một cái chuông. Đó. Còn cục tạ là một cái khối liền liền khối luôn, cái phần nhông này nè nó cũng nằm gời nữa, nó không có dính liền với cái như chu ba càng này. Bộ hôm nào mình mở cái lốc nồi rồi mình sẽ cho các bạn xem cái phần mà tạ ha. Rồi phần này thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi trong đây nè thì nhà sản xuất để giúp cho cái quá trình mà nó bám khi mà cái chuông cái bố nó bung ra nó ma sát vào đây nhiều hơn á, thì người ta sẽ tiện tiện những cái rãnh nhỏ này nha các bạn, chỉ có nồi zin mới có thôi ha. Khi mà ba càng nó bung ra thì nó sẽ bắt vào đây nó nhanh hơn, chắc chắn hơn ha. Rồi những cái lỗ này thì cho nhớt, nó khi mà nhớt nó vào đây nó làm mát á, rồi nó đi ra theo những cái lỗ này nè. Phần nhông sao rồi, rồi về cái phần mà đây là phần chính, phần bố ba càng thì nó cấu tạo nó gồm là có ba này, người ta gọi là ba càng. Họ sẽ dán một cái phần bố vô đó, đây là phần bố nè. Bố này thì họ sẽ dán theo những này, thì do này mình đã dán lại ha, ô zin của mình chạy mòn rồi, nhưng mà mình dán lại, nhưng mà mình dán một cái chỗ mà nói chung có uy tín ở thành phố Cần Thơ đó. Làm thì chất lượng ok lắm, chạy là không thua gì đồ zin đâu ha. Vì khi các bạn mua một cái cụm này nè, nếu mà mua hãng mới luôn thì nó khoảng là 300 mấy á, trong khi bạn dán lại thì khoảng trên dưới 100 ngàn nè. Nó chi phí nó rẻ hơn, chi phí rẻ nhưng mà không hẳn là chất lượng nó kém nha các bạn. Rồi rồi trong đây gồm có những cái lò xo, có những cái ngàm lò xo nè, đó lò xo trong đây ha. Rồi nguyên lý hoạt động của nó là sao? Nguyên lý của hoạt động của chuông ba càng á, thì khi các bạn chạy á, chạy ở tốc độ thấp á, thì chưa chạy chỉ garanti á, thì cái phần ba càng này, nó vẫn quay nha các bạn, luôn luôn quay. Khi mà động cơ khởi động thì phần ba càng nó vẫn quay, nó quay vậy nè. Nhưng mà khi đó thì cái moment quán tính nó chưa có đủ á, để nó làm bung, nó thắng được cái lực lực lò xo nè, không có thắng được lực kéo của lò xo, nên khi đó cái phần ba càng nó vẫn quay vậy, vẫn tiếp tục quay, các bạn thấy không, quay được nè. Đó. Rồi thì khi các bạn tăng ga thì đây là cái cúp cúp dên nè, cúp dên nó quay với một cái vận tốc nó nhanh hơn, thì khi đó nó sinh ra cái moment 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 là cái lực ly tâm đó các bạn. Thì cái lực ly tâm đó, nó sẽ thắng được cái lò xo, hệ thống ba cái lò xo trong đây nè, nó sẽ bung ra. Khi đó là cái bố này nó sẽ áp sát, nó sẽ siết chặt vào cái phần chuông, thì nó di chuyển nguyên cái cụm này, thì khi đó xe mình nó di chuyển được ha. Thì khi mà cái bố nó mà bung ra, nó bám được vào cái chuông này á, thì cái phần chuông này nè nó sẽ kéo cái phần nhông, mà nhông này nó sẽ truyền động cái cốt sao, bao gồm bộ nồi sao, bộ số, rồi bộ số nó sẽ kéo cái phần mà nhông trước qua cái hệ thống nhông trên đĩa sẽ dẫn truyền động qua phần đĩa sau, rồi vào phần bánh xe thì nó xe mình có thể di chuyển được ha. Đó. Rồi tại sao người ta là làm cái này là bố? Tại vì cái quá trình này là nó diễn ra rất là liên tục luôn.
nếu mà các bạn cái phần này không phải làm bằng cái phần bố như vậy nè, mà các bạn sử dụng kim loại á thì nó mài mòn ma sát, thì không bao lâu thì cái phần này nó sẽ mòn, nó sẽ hư, các bạn phải thay nguyên một cụm nha. Rồi trong khi nhà sản xuất nó sản xuất gì thì các bạn mua á, các bạn chỉ cần thay cái này lại thôi, cái phần ba càng thôi, còn phần này các bạn vớt lại, tại vì lâu ngày hay nó cũng sẽ bị mòn cái phần bố nó đi, nó chai cứng đi, thì mình dán nó lại rồi mình hoặc là thay nguyên cụm nếu mình có kinh tế kinh phí, rồi vớt cái phần chuông này lại thôi. Thì chỉ có một cái chỗ nào mà nói chung nó chuyên làm cái phần nồi này thì nó mới có vớt được cái lằn sọc giống hãng vậy các bạn. Rồi đó là cái cấu tạo đó đó. Còn cái phần tạ của mình á, tạ của mình thì nó cũng giống như cái cụm ba càng, nhưng mà cái phần này nó sẽ được siết chặt như này, thì người ta gọi là khóa ba càng. Khi mà lên cung tay thì nó sẽ hàng những đây nè, hàng ba ba điểm nè, nó dính cái phần ba càng với cái chuông lại nha các bạn. Còn tại kia của mình thì nguyên một cục, thì ở những cái video clip sắp tới mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem ha. Tại vì một số bạn á, mình để ý là chị cũng chia sẻ cái nội dung này trên YouTube nè, nhưng mà chị giới thiệu mà chung chung thôi, không có đưa ra cái hình ảnh thực tế vậy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái hình ảnh thực tế cho các bạn xem ha, à, các bạn biết rõ hơn ha. Rồi các bạn xem thấy hay đừng quên like và nhấn nút subscribe ha. Rồi góc trái màn hình của các bạn có cái Facebook mình á, các bạn vào đó các bạn, rồi có thắc mắc gì cứ inbox mình ha. Rồi ngoài ra mình trong cái channel của mình thì có rất là nhiều cái video clip mình đã làm từ trước rồi, thì các bạn nào chưa xem thì có thể vào đó xem tham khảo thêm ha. Rồi nhớ ủng hộ cổ bố mình nha, và xem cái video clip nói về cổ bố xe máy các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của mình.